Rồi mày làm gì vậy? Tao dọn nè. Dọn dẹp nhà cho tao hả? Trời, cần tao phụ gì không? Giờ thôi làm hết đi. Mày ăn cây chổi, mày ăn cây chổi này không? Mày ăn cây chổi không? Không ăn đâu. Tao dọn cho mày quá trời, cái mày lật đi lật lại đi. Tại tao muốn thử lòng thành của mày đó. Quá lòng thành luôn con. Bây giờ tao làm xong hết rồi, tao chỉ cần nhờ mày đúng một điều kiện thôi à. Nhớ gì vậy? Cái bữa party của trường đó hiểu không? Không ấy á, mày nhớ bầu cho tao cái chức rồi mà cái gì chiếm mà hoàng tử nha. Bầu cho mày làm hoàng tử. Hoàng tử nha, tao phải hoàng tử tao mới sánh đôi với con Lan được. À là mày muốn làm hoàng tử. Đúng bây rồi. Giờ tao bầu đúng không? Mày đúng rồi, mày biết tao mày là hai thằng bạn thân với nhau mà. Thì bây giờ thì mày cứ nói thôi chứ mắc mới gì mày phải qua đây mày làm hết công chuyện nhà giùm tao. Mày phải làm như vậy mày mới thấy ơi cái thằng này nó đổ công đổ sức quá, bầu cho nó là đúng rồi mày. Được rồi. Anh em với nhau rồi. Rồi tao bầu cho mày, nhớ bầu cho mày. Nha. Bê ơi có nhà không bê ơi. Thằng C trời, C tao ghét lắm. Tao trốn đây nha, đừng nói tao đây nha. Hôi. Đẹp không? Nhà đẹp không? Đẹp quá mày. Mới được dọn dẹp á. Dọn dẹp kỹ quá. Gọi chơi đi. Qua đây chị. Qua thì gửi chút quà cáp. Gửi quà tao hả? Tại tao phải sinh nhật tao đâu. Không sao đâu, tặng quà tại người quen đi nước ngoài không mà. Ghê vậy? Ừ. Tặng cho rồi có ý đồ gì không? Bậy bạ. Bạn thân với nhau không mà, hiểu không? Từ xưa giờ đâu có nhờ giả gì lớn lao đâu. Ví dụ có thì cũng chút đỉnh thôi. Chút đỉnh là nhờ giả thôi đó hả? Đó ý là cũng nhờ làm vài cái động tác cầm cái phiếu để bỏ vô cái thùng bầu chọn giùm, hiểu không? À là bầu chọn. Vụ bạc ti trường mình đó. Tại đang muốn là hoàng tử, hiểu không? Là muốn làm hoàng tử qua nhờ tao bầu chọn giùm luôn. Thì mày thích thì mày nói thôi, mất tao bạn mày, tao giúp mày hết, hiểu không? Thì đó bây giờ lấy nhận quà rồi cũng phải giúp đỡ chút đỉnh nha. Chắc chắn. Hứa. Bị hôm nay qua là có hai chuyện. Hai chuyện hả? Chuyện gì nữa? Thứ nhất là qua tặng quà. Rồi. Chuyện thứ hai dây xin toilet. Đi thằng ông nội đó, thiệt tình á. Tao không ngờ mày là con người như vậy luôn á. Tao qua tao phụ tao dọn dẹp cho mày xong hết luôn rồi. Bây giờ mày nhận quà của nó, mày thấy không? Bây giờ mày cho cái chức là hoàng tử là dành cho nó. Rồi bây giờ mày cho nó mượn toilet nó đi luôn. Tao không ngờ mày là con người như vậy. Mày qua đây làm cái gì? Thật sự đây là người ở mới cho gia đình tao. Nó qua đây nó làm là nó nhận tiền đàng hoàng. Đúng, ngoài cái chuyện nhận tiền nó còn nhờ tao bỏ phiếu hoàng tử đi mặt ti. Mày dành hả? Mày dành với tao hả? Tao thích dành cho mày luôn rồi. Bây giờ tao lật bài ngửa cho mày luôn. Thôi mày đi mày mà, anh em với nhau không hãy mà. Xem đây. Tao mới giật cười. Trời đất ơi. Hey. Tao. Hey. Tao bắn nó chết tiệt rồi. Chết rồi bây giờ phải làm cái gì đây? Bây giờ làm cái gì? Phải gọi mai táng, Trời đất ơi, bấm lại coi. Nó chết rồi trời ơi. Thôi thì mày khùng bên đi. Ủa mày chưa chết hả? Tao chưa chết rồi sao cái này bắn chết làm sao? Vậy sao vậy? Ủa sao mày lại làm như vậy? Là tại vì tao ghét mày lắm. Là tại vì tao cũng không ưa mày chút nào. Chúng mình là anh em mà. Suy nghĩ đi, tình bạn quan trọng hay là cái phiếu bầu quan trọng? Thì đương nhiên là cái phiếu bầu quan trọng hơn chứ. Hai đứa mày có còn là con người nữa hay không hả? Tao nói tới như vậy mà cái phiếu bầu vẫn quan trọng là tại sao? Bây giờ tao hỏi mày nè. Hỏi đi. Tao về nó, mày chọn ai? Giờ anh phải làm sao chọn đây khi tìm khắp cả hai hình dung vui buồn cùng em những lòng đã mang ước thề. Lòng mong gần em nhưng anh vẫn còn bên đời anh một người mà anh đây chót mang bao ân tình. Sao tình duyên ta dở dang, sao mình lại đến với nhau để giờ đây cuộc tình này trái ngang khổ đau đời nhau. Hỏi đi, mày điên quá vậy? Vậy thôi cái gì? Bây giờ mày quyết định chọn một trong hai thôi. Bây giờ ta... Nếu bây giờ mày chỉ cho tao chọn một trong hai thôi đúng không? Đấy. Rồi ok, chuyện đơn giản lắm, để tao giải quyết cho. Mày làm cái gì? Cái này là cái phiếu bầu của tụi bay. Chắc chắn chưa? Chắc. Mỗi thằng một cái, sao? Sao mày làm sao không hiểu? Sao mày xé làm sao? Để cho tụi bay thấy được là cái phiếu màu này nó không có quan trọng. Hiểu chưa? Quan trọng nhất vẫn là cái gì, là tình bạn của tụi mình. Bây giờ không có con Lan, mình có thể kiếm con khác, nhưng bạn mày mất mày không thể kiếm thằng khác đúng không? Nhưng mà... bây giờ cái phiếu này nó hư rồi, không thể bỏ vô cái thùng về phiếu nữa. Thế bây giờ tao chỉ cho tụi bay cái cách làm một món đồ vật khác từ cái phiếu này. Xong sau đó tụi bay đem cái món quà mà tao chỉ cho hai đứa bay làm đó qua tặng cho con Mulan. Và chắc chắn Lan sẽ thích hơn là cái việc mà hai đứa bay được làm hoàng tử đi dự cái bạc ti. Nguyên liệu: kẹo mút, kẹo viên, giấy lụa, giấy màu, ri băng, que che tròn và kẹp nhung.
Cách làm: quả bí kẹo mút. Đầu tiên, ta cắt dải lụa ra thành những mảnh hình vuông, sao cho mảnh màu xanh lớn hơn mảnh màu cam. Đặt mảnh giấy xanh nằm lên trên mảnh giấy cam, rồi chuẩn bị thêm một đồng xu nhỏ đặt vào giữa mảnh giấy để làm chân đứng cho chiếc kẹo. Dùng một đoạn ri băng ngắn buộc chặt miệng giấy vừa tạo và tạo thành một chiếc nơ. Thế là xong, bạn đã hoàn thành một chiếc kẹo mút hình bí ngô rồi đấy. Bé cầu mưa. Cách làm bé cầu mưa cực kỳ dễ. Đầu tiên, bạn chỉ cần vo nhẹ cho tờ giấy lụa mềm ra. Sau đó, bọc kín phần đầu của cây kẹo mút ở phía dưới thân, dùng khung buộc thắt lại để tạo hình cho bé cầu mưa giấy. Cuối cùng, bạn dùng bút dạ đen vẽ mắt, mũi, miệng cho ma giấy làm xong rồi đó. Thằng nó làm gì mà lâu quá vậy? Bởi vậy mới nói. Ê, tao làm hết cái thùng quân A rồi, còn không? Để tao làm luôn cho. Ê, còn. Đây. Quá trời luôn kìa. Tranh thủ nha. Con nhện tương tự như cách làm kẹo bí, nhưng ở đây ta chỉ cần sử dụng một mảnh giấy cam để bọc chiếc kẹo mút lại. Sau đó dùng những thanh kẽm nhung, đen bọc thật chặt ở bên ngoài. Nhưng nhớ là phải chừa một đoạn ở hai bên để tạo thành chân của chú nhện nhé. Túi kẹo bí. Đầu tiên, bạn cắt một mảnh giấy tròn màu cam với kích thước tùy thích. Sau đó, đặt kẹo vào giữa túi như thế này, rồi bọc nó lại. Dùng một đoạn giấy xanh nhỏ quấn quanh miệng túi để làm cuốn và dán lại. Bọc thêm chiếc nơ xanh. Vậy là ta đã được một chiếc túi kẹo bí ngô đáng yêu rồi đấy. Chổi phù thủy. Bạn cũng có thể cắt giấy ra thành từng dải, buộc chúng lại với nhau. Sau đó dán chụm lại với một que tre tròn để làm cán, tạo thành hình chiếc chổi. Cuối cùng là cho kẹo vào giữa. Vậy là xong. Phần kẹo của những bà phù thủy trong truyền cổ tích với những chiếc chổi bay. Hãy thử ngay những mẹo trang trí đơn giản này cho các bé thêm háo hức. Với cách làm này, chẳng cần tốn quá nhiều thời gian, vẫn có những món đồ trang trí cực chất. Hãy làm ngay thôi. Ôi, ôi đẹp quá mày. Đẹp ha. Đẹp nhất là tao. Ừ, đúng rồi. Hả? À, đúng luôn á. Ừ, đúng rồi. Đây, thành quả đem tặng Lan đi. À, ôi, hay quá à. Dễ thương quá à. Quả là kẹo ngọt không đó. Ê, ừ? Giúp hai bài đó. Ừ. Sao? Hai bài giúp toàn chuyện được. Làm gì? Để cho nó có hai cái phiếu không? Hai phiếu. Ờ, đúng rồi. Đúng rồi. Cái phiếu đó, dù cái phiếu đó giờ ấy nè, nó kẹo rồi nè, đưa cho mình để mình tặng Lan rồi, giờ hai phiếu đâu còn sử dụng đâu. Đúng rồi. Luôn đi. Thí dụ mà bây giờ, ê bậy, dục đi dơ nhà dơ cửa xa rác ra đường. Hiểu không? À, bây giờ môi trường là quan trọng, quăng vô. À lát đi bỏ giùm. Bỏ quăng vô. Bỏ luôn. Bỏ vô 400 phiếu nha, rồi cảm ơn. Ê, làm sao cái gì 400 phiếu rồi. Quen quá. Đúng rồi, cái thùng phiếu của tao đó, cái thùng phiếu bầu được làm hoàng tử đó. Ủa, vậy là sao? Là tao đủ 400 phiếu, tới đây tao làm hoàng tử nè. Mày làm hoàng tử hả? Đúng. Sao mà được? Vì con Lan không được làm công chúa và con Hương mới được làm công chúa, nên tao quyết định tao làm hoàng tử để đi với con Hương, còn hai đứa bay tặng kẹo cho con Lan. Ê, vậy nó là hoàng tử. Ê, chị cút. Ôi, bây giờ cho làm hoàng tử đi. Cho đi theo con Hương luôn đi. Ừ, tao mày làm cái khác. Làm gì? Chú lù. Đây là món quà ý nghĩa mà làm cho em. Anh nhìn em gì? Mày thích ngu lan hoài vậy?